Đây, hôm nay mình vận chuyển cây dâu tây giống đi các tỉnh đây. Có một đơn đi đâu đây? Bình Liêu, Quảng Ninh đây. Khách hàng 1.500 cây. Đó. Thì cây dâu tây này mình sẽ đóng gói vào trong thùng này khoảng độ đây, cái thùng này là 320 cây này. Có thùng thì 210 cây. Có nghĩa là mỗi thùng nó dao động từ 200 đến 300 cây tùy theo cái kích cỡ bầu. Đấy. Thì tất cả các tỉnh mình đều vận chuyển cây dâu giống đi các tỉnh nhá. Đây mấy thùng này. Tí mình làm một chuyến nữa, đây xe máy chở đây. Đây là đi ra ngoài đường điểm tập kết đây. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển một chuyến nữa ra Bình Liêu, Quảng Ninh. Đây là cái điểm tập kết hàng hóa Mộc Châu. Hàng hóa nông sản hay là cái bất kỳ gì đi qua đây đều đi tập kết đây. Sau đó thì mới vận chuyển xe tải đi các tỉnh. Này. Bình Liêu, Quảng Ninh.